Xin chào các bạn. Hôm nay tranh thủ Hạ Long đang mưa gió sụt sùi, chẳng đi được đâu các bạn, thì mình tranh thủ mình thực hiện cái dự án này của mình cũng lâu lắm rồi. Mình muốn làm lâu rồi nhưng mà bây giờ mới làm được. Các bạn nhìn đã thấy, đã biết nó là cái gì chưa? Đấy, một bộ inverter công suất 1.500W, công suất đỉnh là đạt được 2.500W, nhưng mà công suất liên tục thì là 1.500W. Xin chuẩn nhé, xin chuẩn không phải xin mô phỏng. Cái này là mình làm cái bộ phát điện mà nó rất là phù hợp cho những người ở chung cư giống như mình. Thì mùa hè cũng đến rồi mà cái nguy cơ mất điện thì luôn là có thật. Tất nhiên nó không mất lâu, không mất quá lâu, cho nên là dùng cái này rất là hợp lý, trong một ngày là mình nghĩ là thoải mái. Thì ít ra chúng ta sẽ vẫn có được quạt, được ánh sáng và có thể đạt được một cái nồi cơm nó vừa vừa. Đấy. Đây mình mở ra. Đây là bộ cáp để nối từ ắc quy vào cái này. Hàng này của Sure nhá. Sure là hàng cũng rất nổi tiếng của Trung Quốc đấy. Tất cả cái này chỉ có Trung Quốc thôi nhé các bạn nhé. Nhưng mà Sure này là rất là nổi tiếng và chất lượng được mọi người khẳng định rồi. Với cả mình chia sẻ luôn là khi các bạn mua cái này ấy, thì nên tìm hiểu thật kỹ nhé. Cái quan trọng nhất là khi cái trên cái này này, trên cái này nó phải ghi rõ là công suất liên tục nó sẽ là 1.500W này, và peak power tức là công suất đỉnh của nó có thể đạt được 2.500W. thì đây mới là cái dòng chuẩn nhé, nó là dòng chuẩn này và made in China hẳn hoi chứ không phải u xoẹ là không biết nguồn gốc ở đâu. Cái thứ hai nữa là cái cân nặng này, cái này nó liên quan đến cuộn dây biến áp mà. Cân nặng này rất quan trọng. Cân nặng này thì nó mới là dây đồng, nó mới là chuẩn đủ thì nó mới ra được cái công suất tốt. Đấy. Cái này 1.500W thôi nhưng mà cân đến 5 cân cơ. Chứ có những cái xin lỗi các bạn. Có những cái mà họ ghi là tận 2.500 hoặc thậm chí 5.000W mà cân cũng chỉ có khoảng 2 cân mấy, thì là cái đấy là mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ là dây nhôm nhé. Nó sẽ không đạt được cái công suất mà nó nóng rất là nhanh. Những cái đấy nếu bạn tìm hiểu kỹ trên Shopee ấy, người ta sẽ ghi là công suất đỉnh. Ví dụ cái này ghi ở ngoài 1.500W nhưng công suất thực tế là chỉ được khoảng 800-900W thôi, hoặc 1.000W là cùng thôi. Thì như thế là nó sẽ không đạt được cái yêu cầu sử dụng của chúng ta. Nên là phải tìm hiểu thật kỹ và cố gắng tìm mua ở những cái trang nó có uy tín. Chứ còn nếu không là nó rất là rẻ, những cái dòng kia nó rất là rẻ. Nhưng dòng này nó sẽ rất là đắt các bạn nhé. Cái kia có khi bạn thấy nó 5.000W, có khi nó chỉ bán cho các bạn khoảng hơn 2 triệu một chút thôi. Nhưng cái này 1.500W mà mình mua là tận 2.900.000 đấy. Cho nên là nó của tiền nào của đấy nhé, không phải là cứ rẻ là đã ngon đâu ạ. Nó phải đạt được cái công suất đỉnh nó là cao thì mình dùng nó mới an toàn. Nó chẳng may nó có bị cắm vào nó vọt công suất lên thì cái này nó vẫn chịu được, nó không bị hỏng.
Còn cái công suất liên tục này phải đạt được đây 1.500W đây thì giờ chúng ta dùng là ok, nhu cầu một gia đình vừa vừa mà mình nghĩ là rất ok. Cái này là cái từ 12V lên 220. Đấy. Thế thì sẽ có nhiều người bảo sao không dùng cái 24V hoặc 48V thì nó sẽ hay hơn, thì đúng là dùng cái đấy nó hay hơn nhiều. Nếu nói về cái sử dụng lâu dài, nhưng mà vì mình muốn làm cái này để kết hợp là mình đi camping dã ngoại nữa, cho nên nó sẽ phù hợp với cái dòng điện trên ô tô. Thì khi mình dùng qua một đêm hoặc dùng qua một thời gian nó các quy nó bị hết điện đi thì mình sẽ dùng cái nguồn điện của ô tô mình nạp vào cho nó trong quá trình ô tô mình đi thì nó sẽ phù hợp. Đấy. Chứ nếu mà dùng 24 hoặc 48 thì nó lại không phù hợp nữa, mà lại phải chuyển đổi các thứ, nó rất là lòng ngoằng và thêm thiết bị. Cái này là cái inverter chuyển điện. Còn đây là bộ ắc quy rất là nặng các bạn. Đây là bộ ắc quy cung cấp điện cho cái kia. Này mình làm là vừa để đạt hai mục đích, cho nên là nó phải cân đối, nó thuận tiện nhỉ. Vì vừa là để cho phục vụ gia đình khi mất điện và vừa để phục vụ của đi dã ngoại, cho nên là nó sẽ phải hợp lý về cái dòng điện, về cái nguồn điện rồi các thứ. Vì cái này nó không phát ra tiếng ồn, không có khí thải, cho nên là rất hợp với chung cư. Chung cư chúng ta không thể nào chạy máy phát được. Nếu chạy máy phát nó sẽ không những ồn của mình mà nó vì cái diện tích chung cư nó rất là hạn chế. Nếu chạy máy phát nó sẽ đây cái ắc quy này, máy phát nó sẽ ồn ảnh hưởng đến cả hàng xóm và cả chính bản thân mình, rồi là khói. Ắc quy này đây 12V 30A nhé. Hai vun 30A một cái. Quy này cũng ăn quy Trung Quốc rồi các bạn. Mình mua là đi 4 cái đấu song song để thành 12V thì nó sẽ ra là 120A một giờ, sẽ tương đương với cái ắc quy 120A. Đấy. Đây, mình sẽ đấu rồi. Dương với dương và âm với âm. Dây này thì mình dùng dây 1x4, hy vọng là nó cũng ok. 1x4 mình nghĩ là đủ, không cần phải to hơn đâu. Đây cũng không phải là quá khủng.
này mình sẽ dùng những cái đầu cốt này để cắt vào đây. Đây là đầu đỏ này, đây là đầu âm này, đây là cái vít của nó. Thử cái đầu cốt này xem nó có vừa cái vít này không. À, ok, vừa không bị to quá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bắt nó vào đây như này. Đấy, bắt đây, nối sang bên này, nối. Vậy là được một đầu. Đây, chúng ta sẽ đo ở đây. Đấy. Để đây thôi. Dây to nhưng hơi cứng. Khi cho cái đầu cốt thứ hai, chúng ta sẽ đo cái ống ghen này. Để tí nữa chúng ta chụp vào đây, đảm bảo nó an toàn. Đây hơ lửa cái nó sẽ ôm sát vào. Cái quạt đi đã. Đấy. Quá ngon, ôi mê ly không? Ngon không? Cảm thấy ngon không? Trông như thật đấy, đúng không? Đúng không ạ? Tiếp tục thôi. Chúng ta lại tiếp tục một cái
Bây giờ sau khi đã làm đủ hết các dây để nối rồi thì chúng ta sẽ đấu các ắc quy này thành một cái ắc quy 12V 120A. Vặn chặt nhé. Ok, chúng ta phải vặn thật chặt đấy để nó tiếp xúc tốt, nếu không thì trong quá trình sử dụng ấy, cái sự tiếp xúc nó không được tốt, nó sẽ sinh nhiệt, nó ở đây nó sẽ nguy hiểm cho thiết bị, nguy hiểm cho cái dây dẫn này, có thể gây chập cháy. Nhớ khi lắp là chúng ta lấy đúng màu dây nhé, đừng lấy nhầm. Không là dương thành âm, âm thành dương là loạn xạ hết cả lên. Đôi khi mải làm là cũng đãng trí các bạn, là dễ bị nhầm lắm. Đầu này có thể tí nữa mình sẽ phải chế một cái đầu nó thò ra để bắt vào đây. Cái này nó hơi to. Với một cái đầu cốt như thế này. Đầu cốt này to hơn. Để bắt vào cái này. Đấy. Giờ mình sẽ lắp tạm vào đây đã. Lắp tạm để kết nối thành cái bộ ắc quy đã. Đấu như này người ta gọi là đấu song song bạn nhé. Đấu song song thì nó sẽ là vẫn là 12V. Mỗi cái này là 12V, khi đấu song song thì điện áp nó vẫn là 12V, kiểu điện thế vẫn là 12V. Nhưng dòng nó sẽ bằng tổng các cái này cộng lại. Đấy. Mỗi cái này 30Ah thì nó sẽ là 1 2 3 4 4 3 4 12 120Ah giờ. Nếu mà chúng ta dùng dùng điện 24 thì sẽ đấu theo cặp. Cặp này song song, cặp này song song. Rồi đấu nối tiếp giữa cặp này với cặp này. Thì cái này 12, cái này 12 đấu nối tiếp vào sẽ thành 24. Đấy. Còn nếu mà dùng điện 48 thì nối tiếp từng bình này vào thì đầu ra cuối cùng của nó như này sẽ là 48. Đấu nối tiếp thì dòng của nó chỉ là 32Hz thôi. Dòng là sẽ không thay đổi. Nhưng điện áp sẽ thay đổi. Còn đấu song song thì điện áp không thay đổi mà dòng sẽ thay đổi. Điện áp cao thì có lợi thế hơn là nó sẽ ít sinh nhiệt. Vì dòng nó nhỏ. Cho nên là mọi người hay dùng điện 24 hoặc 48. Nhưng vì mình đã nói là mình muốn nó tích hợp được ở trên ô tô, cho nên là mình vẫn phải dùng cái điện 12 này. Đấy. Để khi mà xe chạy ấy, là mình sẽ dùng cái điện ở trên ô tô để nạp ngược lại cho các cái ắc quy này. Thì một ngày mình chạy thì đến tối là ắc quy này lại có điện để dùng. Đấy. Phòng những trường hợp mà mình có thể đi camping một vài ngày chẳng hạn, ví dụ thế.
xa là nó chạm vào nhau thì chập. Bật nhá. À, đèn lên rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái quạt để cắm vào chạy thử xem. Mới là the moment of truth, thời khắc quan trọng. 2, 3, wow, chạy rồi, mát rượi, số to nào. Hiện tại thì tải cũng không có gì nên mà nên là sờ cũng không có sinh nhiệt. Wow. Sau một thời gian hì hụi chế cháo thì cũng xong rồi các bạn, tạm ổn ổn rồi. Đây mình sẽ cắm cái máy sấy này vào. Máy sấy này của nó là maximum là hơn 2000W cả. Cái này là 1500W, 1500W dòng liên tục, và đỉnh của nó có thể đạt đến 2500W. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái này. Đó. Chạy ok luôn nhá. Tăng lên này, tăng độ nóng lên này. Đấy. Tăng hết cỡ này. Vẫn chạy được, cỏ cái này rất là ổn luôn. Cỏ cái này của nó công suất đúng là đỉnh là được 2500W các bạn nhé. Đấy, đây là 2200W mà chạy vẫn ổn, không bị làm sao hết. Đấy, có thể là cái dây này mình sẽ phải nâng lên một chút. Đó. Ok, chạy rất là ngon lành luôn. Đây, đây là sản phẩm hoàn thiện. Đó, mình làm này để có thể bê phát là đi được cả cục này luôn. Đó, tại sao phải có cái cầu dao đảo này là vì mình muốn đưa lên ô tô ấy, thì sẽ dùng điện ô tô vào đầu này để cho ra cái này để chạy cái cục sạc và sạc trực ngược trở lại cho ắc quy, cục sạc và sạc 220 sạc ngược trở lại cho ắc quy. Đấy, thì lúc đấy mình sẽ đảo cái này sang bên này. Đấy, còn khi mình dùng điện để dùng cho thiết bị thì mình đảo sang bên này. Bên này là điện từ ắc quy vào để cho cấp cho cái này, còn bên này là điện của ô tô cấp cho cái này. Khi mình dùng sạc để sạc được vào ắc quy sẽ dùng điện của ô tô, còn khi mình dùng thiết bị thì sẽ dùng ở đây. Đấy, đấy, cái quạt này nó đang quạt làm mát cái bộ này. Bộ này nó vừa chạy có tải nặng nên là nó nóng, nó phải quạt làm mát nó hoạt động. Đó, còn cái áp này, cái áp này là để mình, đây là điện, đây là cái dây để vào ắc quy đây, dây ắc quy để khi nạp, cái đường nạp nó sẽ qua cái át này, để khi mình không nạp mình sẽ ngắt cái át này đi, thì điện từ ắc quy nó sẽ không xông ra ngoài nữa. Đấy, thì mình sẽ chuyển sang đây để dùng cho thiết bị, còn khi mình nạp mình sẽ đảo cái nguồn này sang đây, thì điện ô tô sẽ vào đây, 220 sẽ ra cái nạp sẽ vào đây để sạc cho ắc quy. Đó là một vòng tuần hoàn khép kín khi mình đi
đi chơi đi dã ngoại ấy, thì mình dùng hết rồi thì ban ngày mình ô tô mình chạy là mình sẽ sạc kiểu đấy. Đó. Ok. Vậy là nói chung là xong rồi các bạn. Sẽ còn chạy thử để xem có phải nâng cấp những cái dây này to hơn không. Nếu mà nó nóng thì mình sẽ phải nâng cấp cái dây này lên. Đó, nó to hơn. Ok nhá, chào các bạn.